Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Coffee Vanguard Destination. Mình là Phát Genesis và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những format của Coffee Vanguard. Thì là video này sẽ rất hữu ích cho các bạn đang chơi Coffee Vanguard, đặc biệt là các bạn đang tìm hiểu game để giúp cho các bạn có thể lựa chọn đúng các bài trong các format chơi khác nhau, đặc biệt là khi các bạn thi đấu Coffee Vanguard. Các thông tin trong video này thì được mình tổng hợp và tham khảo từ trang web của nhà phát hành là Coffee Vanguard English Version. Thì các bạn có thể đọc thêm ở phần description sau khi xem xong video này nha. Ok, để bắt đầu thì mình sẽ nói sơ bộ về lịch sử hình thành của Coffee Vanguard. Thì Coffee Vanguard được chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2010 bởi nhà phát hành Bushiro tại Nhật Bản. Còn phiên bản tiếng Anh được ra mắt ở Singapore lần đầu vào ngày 5 tháng 5 năm 2010. Và Coffee Vanguard được chính thức mang ra thị trường thế giới một ngày một tuần sau đó là ngày 12 tháng 5 năm 2010. Vậy tính đến thời hiện tại thì Coffee Vanguard đã có hơn 10 năm hình thành và phát triển rất là mạnh mẽ. Thì trong video này thì mình để bên tay trái là cái biểu đồ của phát triển của Coffee Vanguard trong vòng 10 năm. Và tay phải là cái hình ảnh về cái dịp kỷ niệm 10 năm của Coffee Vanguard chính thức bước ra thị trường card game của thế giới. Thì đi cùng với lịch sử hình thành và phát triển đó thì Coffee Vanguard cũng đã có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là về các format của game. Cụ thể là game đã có 2 lần reboot, đổi mới. Hay là cái việc đổi mới này để nhằm ra tạo ra những cái format mới và những lối chơi mới. Hay là những cái sự thay đổi đó là từ G-Series và những cái series trước đó, reboot thành V-Series và gần đây nhất là việc từ V-Series reboot thành D-Series hay gọi là Vanguard Overdress. Thì cái việc thay đổi này là để nhằm tạo ra cho những người chơi những cái cơ hội để chúng ta tham gia những giải đấu khác nhau, những cái format khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người. Hay là tất cả mọi format của Coffee Vanguard đều được tổ chức giải và được thêm cả hỗ trợ mới vào hàng năm, cũng như là nó có nhiều giải đấu của trong nước quốc tế. Thì ở đây mình có ví dụ hai giải đấu lớn nhất của Bushiro, đó chính là Bushiro Spring Fest, là một cái sự kiện mùa xuân. Cái này thì nó chỉ tổ chức ở trong nước thôi, và giải đấu lớn nhất được mong chờ nhất ở một hàng năm đó chính là Bushiro Championship Series. Đây là một sự kiện mang đẳng cấp của thế giới, là khi bạn muốn mang game vang danh ra thế giới thì đây là một cái giải đấu dành cho bạn. Rồi. Tuy có nhiều format nhưng mà Coffee Vanguard, nhà phát hành đều không hề bỏ rơi bất kỳ một cái format nào. Đấy, mà tất cả các format đều được chăm chút, trau dồi ở hàng năm như nhau. Thì mình giới thiệu sơ bộ vậy thì hẳn các bạn cũng đã hình dung được rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu cho các bạn ngay về các format được thi đấu chính thức của Coffee Vanguard. Thì là đây là những cái format chính thức. Ngoài ra thì có những cái format phụ hoặc là để chơi vui của những cái local hoặc là những cái cộng đồng khác nhau. Thì cái đó là mình sẽ giới thiệu sau. Ở đây, ở video này mình chỉ nói về những cái official tournament format, tất cả những cái format được tổ chức chính thức. Ok. Thì hiện tại có tất cả là 3 format chính thức, bao gồm Standard Format, V-Premium và Premium. Thì ở mỗi format mình sẽ cho một cái logo để mình ký hiệu riêng ha, để chúng ta có thể nhớ được dễ dàng hơn. Đó. Thì là tất cả các format này nó sẽ có những cái khác biệt về những cái loại bài được sử dụng, một số cái mechanic đặc trưng cho từng format và cũng như là những cái thông tin ký hiệu riêng trên lá bài. Còn về gameplay hay là những cái win condition cơ bản của game thì là nó đều không có thay đổi nhiều.
Ok. Và đầu tiên mình sẽ xin được phép giới thiệu về Standard Format. Standard Format hay được gọi là T-Series là cái format game mới nhất xuất hiện tại Call of Vanguard. Hay là format này được hình thành sau đợt reboot mới nhất của game cùng với cái series anime là Call of Vanguard Overdress. Và cái Standard Format này được chính thức sử dụng từ tháng 3 năm 2021. Format này thì được cho là sẽ có nhiều sự thay đổi và mang tính tích cực nhiều cho game. Rồi. Đầu tiên mình nói về những cái lá bài được phép sử dụng trong Standard Format. Thì là trong Standard Format bạn chỉ được sử dụng duy nhất những cái lá bài có cái hiệu D thuộc V thuộc D series. Mình có minh họa cho nó bà trên cái video là có con Nivana và các bạn nhìn vào góc trái dưới cùng thì sẽ có mã của lá bài kèm một cái ký hiệu là chữ D, thì là đây là những lá bài sẽ được sử dụng trong standard format. Và đây là một số ví dụ về card trong thời D series. Bạn hay thấy là có sự xuất hiện một lá bài trigger rất là mới, đó chính là over trigger, là bài bài ở giữa này. Đấy. Over trigger thì lá này sẽ nó được hứa hẹn là mang đến rất nhiều sự bất ngờ về những cái sức mạnh mới cho những deck trong standard format. Rồi, tiếp đến là các bạn phải lưu ý những lá bài không được sử dụng trong standard. Đó là những cái lá bài mà nó có mã có chữ D, tuy nhiên nó không có ký hiệu D. Mình ví dụ ở lá bài này nó có mã là VS01 nhưng không được dùng trong standard format bởi vì lá này không có ký hiệu chữ D mà nó có ký hiệu của chữ V, là nó nằm ở trong một cái format khác. Rồi mình sẽ giới thiệu nó sau. Đấy, thì có rất nhiều những bài thế này chúng ta phải lưu ý bởi vì những lá bài này được ra mắt trong thời của D-Series nhưng nó là để hỗ trợ cho một cái format khác. Rồi, tiếp đến mình muốn giới thiệu cái cơ chế mới của Standard Format, đó chính là Right Deck. Thì Right Deck là giống như bạn sẽ chọn ra 4 lá từ bộ bài chính của bạn. Và chúng ta có thể sử dụng nó để Right Unit lên khu vực Vanguard ở Right Face. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị Right Deck như thế nào? Thì như mình đã nói là chúng ta sẽ chuẩn bị ra 4 lá từ trong main deck 50 lá của chúng ta. Thì Right Deck bạn sẽ gồm là carry 0, 1, 2, 3. Đấy. Ứng với lấy từ cái main deck 50 lá thì cái main deck của bạn khi này chỉ còn 46 lá thôi. Và các bạn cái right deck này á, thì chúng ta phải sử dụng cùng nation với main deck luôn. Tuy nhiên thì về cái sleeve của main, của cái right deck thì phải khác với cái sleeve của cái main deck. Rồi. Tiếp đến thì Standard Format được chơi hay hồi hức là Nation Fight. Nation Fight là gì? Thì Nation Fight thì tức là những cái lá bài này á thì nó phải có ký hiệu Nation trên lá bài. Và bạn có thể phối hợp những lá bài này với nhau một cách bất kỳ miễn là chúng cùng Nation với nhau. Và chúng ta thi đấu trên cái quy mô là những cuộc chiến của những quốc gia. Đó, Nation này đánh với Nation khác. Hiện tại thì Vanguard trong Standard Format có 6 nation là Captain Century, Dragon Empire, Dark Stage, Tokyo Brandgate và nation Lego Monasterio, một nation rất là lạ và mới. Rồi, đồng thời thì chúng ta cũng có sự thay đổi về clan sang nation ở Standard Format. Thì đây là những cái nền những cái hay mắc rất lớn từ những người chơi mới, đó là các bạn đi tìm hiểu về Vanguard nhưng các bạn thấy là có những cái mà nó có là cái clan chứ không phải là cái nation, thì đó là những cái bài ở cái format cũ. Thì chúng ta có sự thay đổi từ 24 clan còn 6 nations theo như cái cốt truyện của Vanguard, đó là sự thay đổi của hành tinh Grey sau 3.000 năm.
Thì bạn thấy là có từ cái United Century, thành Cater Century, Dragon Empire thì vẫn giữ nguyên tên, Stargate có sự thay đổi tên một chút, Dark Zone thì thành Dark State. Đó. Cái sự thay đổi khá phức tạp nhất là từ của Zu và Maga Lanika. Đó. Thì có một số clan nó sẽ chuyển qua Stargate, còn Bovina Triangle thì nó sẽ thành một cái nation mới là Radical Monasterio. Và cái sân đấu của Standard Format cũng có nhiều cái sự thay đổi. Đầu tiên là cái sự xuất hiện của Raidex kế bên cái deck chính của bạn. Đó, nó nằm ở khu vực này. Đấy, kế bên deck chính của bạn. Và tiếp theo là khu vực Order Zone. Thì khu vực này dùng để đặt những cái lá Set Order khi chúng ta sử dụng nó. Rồi, thì ngoài ra thì còn những cái khu vực khác thì nó vẫn giữ nguyên bình thường. Rồi, tiếp theo là những cái điều lưu ý quan trọng về Standard Format. Những các lá bài trong bộ bài phải có cùng nation với nhau và đặc biệt là phải có ký hiệu D trên lá bài. Chúng ta có một cơ chế mới là Raidex và bạn phải bắt buộc sử dụng Raidex nha. Và trong cái Raidex đó thì bạn có quyền sử dụng ở Rayfay hoặc không. Tuy nhiên là bạn phải có Raidex khi mà bạn bắt đầu chơi. Đấy. Và sleeve của Raidex nó phải khác với main deck. Cái ô Order Zone trên playmat sẽ được thay thế cho Keep Zone ở cái format cũ. Đấy là những cái lưu ý quan trọng nhất về Standard Format. Sau khi mình đã giới thiệu xong Standard Format thì mình sẽ giới thiệu đến về V Premium Format. Đây là format gần kề nhất đối với format mới là Standard. Đây là một cái format mà chúng ta gắn bó cũng khá lâu trước khi được chuyển qua cái Standard format là D-Series. V Premium format hay được gọi là V-Series là format này gắn liền với sự kiện reboot đầu tiên của K5 Vanguard ở thời điểm là 2018, đó là tháng 6 2018. Rồi. Và format này thì vẫn được chơi tốt đến hiện tại. Thì nó sẽ có một số cái anime series gắn liền với nó như là K5 Vanguard Prime, K5 Vanguard High School Arc hoặc là City Monitor Arc. Rồi. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu về những lá bài được sử dụng trong V Premium Format. Đó chính là những cái lá bài cũng tương tự như là cái T-Series thì đó thì những lá bài trong V Premium thì chúng ta phải có ký hiệu của chữ V ở cái bên mã của lá bài như là hình minh họa con Alfred Early. Rồi, thì kế bên mã của lá bài sẽ có ký hiệu V thì là những lá bài này mới được sử dụng trong V Premium. Đó. Đó, đây là một số cái ví dụ về kẹt thời V. Chúng ta sẽ có những lá bài Unit Trigger và một lá Order rất là khác với Standard Format. Mình sẽ giới thiệu nó ở phần tiếp theo. Được. Rồi, tiếp theo mình sẽ ví dụ về những lá bài mà không được sử dụng trong V Premium, mặc dù nó có mã có chữ V. Thì mình sẽ ví dụ cái quân Zazan này. Thì quân này có mã DVSS01 nhưng mà chúng ta không thể sử dụng trong V Room vì nó hiếu cái chữ hiếu cái ký hiệu V đó. Thì bởi vậy cái lá này nó là lá bài được ra mắt trong V Series, tuy nhiên nó chỉ có thể chơi trong cái format khác. Rồi. Và một vài cái cơ chế đặc biệt trong V Room mà các bạn cần phải tìm hiểu đến, quan tâm đến. Đầu tiên là Imaginary Gift là những cái marker đặc biệt đặc trưng cho từng clan của cái V series này. Rồi. Thì Imagine Gift là những lá bài đặc trưng của từng clan mà chúng ta sẽ dùng một trong ba loại, đó là Protect, Excel hoặc là Fog. Những lá bài này có thể lấy được khi mà bạn Raid Vanguard lên rank 3 có ký hiệu Imagine Gift trên lá bài, hoặc là các bạn có thể nhận được từ một số kỹ năng
của các unit khác nhau. Đó, hiện tại chúng ta có ba cái loại emergency gift. Thì mỗi loại nó cũng có loại thứ nhất và loại thứ hai, gọi là Force 1, Force 2 hoặc Axel 1, Axel 2, Protect 1, Protect 2. Đó, loại 1 thì là cái dạng hạng đứng, loại 2 thì dạng nằm ngang. Tiếp theo thì mình muốn nói đến là cái Quick Shield. Quick Shield thì cái này chỉ có trong V Premium thôi. Đấy. Hay là cái con starter của nó có cái kỹ năng đặc biệt là khi chúng ta ray lên, ngoài cái việc mà rút bộ lá bài, thì nếu mà Vanguard của đối thủ đang ở ray 1 hoặc cao hơn, bạn có thể lấy được cái lá Quick Shield và đặt vào tay. Thì cái lá Quick Shield này á, nó cũng giống như cái Shield 5000 khi chúng ta bị tấn công. Đó. Thì để tránh cái trường hợp là bạn bị rush ở giai đoạn đầu game. Đấy. Tiếp đến thì là mình muốn nói về cái sự xuất hiện của unit Grey Elemental. Thì Grey Elemental hiện tại vẫn chưa có xuất hiện ở Standard format. Tuy nhiên thì nó xuất hiện từ rất lâu ở những format khác. Thì trong V-Series, chúng ta chỉ có duy nhất một unit Grey Elemental, đó chính là Valkyrion. Đồng thời thì nó cũng là unit có ray 5 duy nhất trong game đến hiện tại. Và deck có thể chơi được cái unit này thì chỉ có là Genesis thuộc dòng Astral Boat mà thôi. Đấy. Ngoài ra thì lá bài này thì Grey Elemental bạn có thể bỏ vào bất kỳ cái clan nào mà bạn muốn chơi cũng được. Tuy nhiên thì việc sử dụng được nó thì chỉ có Genesis mà thôi. Rồi, tiếp đến thì mình muốn nói về cái lá bài Order trong V-Series. Thì trong V-Series nó có hai loại Order. Đầu tiên là Blitz Order, là cái lá Quick Shield khi nãy. Và thứ hai là Normal Order, là cái lá như là trong cái D-Series cũng có một cái dạng Normal Order. Đó. Thì tuy nhiên là trong V-Series nó những cái lá Order này nó chỉ mang màu đen thôi. Mang màu đen. Và có thể dùng cho bất kỳ một clan nào cũng được, không có bị ràng buộc hay giới hạn theo nation như là của D-Series. D-Series thì chúng ta sẽ có 3 loại là Normal Order, Set Order, cái ở giữa này, và cái Blitz Order. Thì ba lá này đều được phải đặt trong deck hết. Đây. Thì chúng ta sử dụng những lá này thì tùy theo cái nation mà nó có những lá bài khác nhau. Đó. Thì hai loại này thì rất là khác biệt nhau, các bạn lưu ý. Rồi. Tiếp đến thì cái sân đấu trong V-Room cũng có sự khác biệt. Đầu tiên là về cái ô đặt gift, thì cái ô này nó sẽ thay cho cái ô Order Zone. Đấy. Thì chúng ta sẽ không có cái Order Zone nữa, mà là cái ô này sẽ chúng ta đặt những cái Imagine Gift. Và chúng ta không sử dụng Raid Deck trong cái V-Premium format này. Cuối cùng thì V-Premium được chơi theo hệ thức là Clan Fight, là thay vì Nation thì chúng ta sẽ chơi theo Clans. Thì là một Nation nó có khoảng từ 3 clan trở lên. Ví dụ là United Century nó có 6 clan, Dark Zone 4 clan, Iron Empire là cái 5 clan, Melanka là có 3 này, Zu có 3, Stargate thì cũng 3. Thì tổng cộng là 24 clan phân bố trên 6 quốc gia. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ build deck theo clan. Đấy. Là nó sẽ có nhiều cái sự đa dạng hơn về cái về những cái dòng, những cái lối build. Rồi, và những cái con chủ lực khác nhau. Đó. Thì là nó có rất nhiều và đa dạng hơn, tính hơn hơn cái Standard format tính ở bên hiện tại. Thì sau này có thể Standard format nó sẽ ra nhiều hơn nữa. Đấy. Thì đó là vấn đề của thời gian. Rồi. Cuối cùng là những điều các bạn sẽ cần lưu ý trong V Premium format. Thì các lá bài trong một bộ bài phải có cùng clan với nhau, trừ các unit thuộc Grey Elemental và Order Card. Và đặc biệt là những lá bài đó phải có ký hiệu V trên lá bài thì các bạn mới có thể sử dụng được. Thì V Premium sẽ không thể sử dụng Raid Deck mà chỉ có Main Deck chính xác 50 lá. Thì các bạn phải sử dụng Imagine Gift tùy theo clan của các bạn chơi. Và nếu các bạn không có Imagine Gift trong quá trình chơi mà cái unit của bạn và cả cái cơ chế của bạn yêu cầu bạn lấy Imagine Gift mà bạn không có thì là lúc đó bạn sẽ bị xử thua.
và các bạn nên có cái quyết siêu trong quá trình chơi. Và cuối cùng thì khu vực đặc biệt của quyết siêu sẽ thay cho Orizon trong cái standard format. Rồi. Và đây là một cái deck mẫu để các bạn tham khảo. Thì là một deck chính luôn, là 50 lá, không có cái rare deck nào. Rồi cái khu vực đặc gift thì chúng ta có thể cho vào những image gift, một cái quyết siêu và một số cái marker nếu mà deck bạn cần cái marker. Rồi. Và cuối cùng mình muốn nói đến là premium format. Thì cái format này nó là một trong những cái format thú vị mà nhưng cũng không kém phần phức tạp, khó chơi. Thì premium format là cái format cho phép sử dụng và kết hợp tất cả những cái lá bài và format của Vanguard từ khi ra mắt đến nay. Format này phức tạp và rất là khó, và nó phù hợp cho những người đã chơi và chơi lâu nè và hiểu rõ về những cái format của game. Thì format này sẽ rất là nổi bật với cái cơ chế strike từ cái Vanguard G format, và cái gameplay của nó sẽ tương tự với cái V Premium. Đó. Thì nó phân bố như vậy để các bạn có thể hiểu rõ là nếu các bạn hiểu rõ được cái V Premium thì các bạn chuyển sang cái Premium format nó sẽ dễ dàng hơn. Và đây là một số ví dụ về những lá bài trong Premium. Đó. Chúng ta sẽ có những lá bài gọi là G Unit, là những lá bài có cái viên đỏ Ray 4 dùng để strike. Và có các bài gọi là G Guardian, lá bài này có viên màu xanh Ray 4 dùng để chúng ta phòng ngự, phòng đỡ God. Và cuối cùng là có một cái lá Trigger rất là lạ. Và các bạn không thấy trong Standard hay là V Room, đó chính là Stand Trigger. Thì lá bài này đã có rất lâu từ thời G Format rồi. Thì Premium nó là cái sự kết tinh của tất cả format, và nó cũng có duy trì cái hệ thức thi đấu là Clan Fight. Và cái gameplay thì như mình đã nói thì nó tương tự như là V Premium. Thì chúng ta vẫn có thể lấy được những cái như là gift, quick shield. Đấy. Tuy nhiên là nó cũng có một số cơ chế nổi bật của Premium. Đầu tiên là về cái G Zone, hay chúng mình gọi là G Deck. Thì là cái G Zone này á là cái khu vực bạn đặt các G Unit hoặc là G Guardians cùng clan với cái clan của cái main deck của bạn. Thì là trừ các unit của Great Elemental thì các bạn có thể cho vào tùy ý. Đó. Great Elemental có thể chơi ha, chơi với tất cả các clan và nation. Đây. Bạn lưu ý ha, hiện nay sẽ có tối đa là 16 G unit và G Guardian. Tất cả phải cùng clan với main deck. Đây, là cái ví dụ của các bạn xem. Đấy. Tiếp đến là các unit thuộc Great Elemental, các bạn chơi chơi cho mỗi deck. Những con Ray Elemental, đây là Normal Unit này, đây là Sugar Unit và đây là G Guardian. Thế đến mình muốn nói về Xerox Dragon. Đây là những cái lá bài rồng thuộc Nation, đại diện cho các Nation. Thì các bạn phải chọn những con rồng này, nó phải có nằm trong cái nhưng mà cái clan của bạn á là phải nằm trong cái Nation đó. Đấy. Đây là những cái nation của từng con, thì cái clan của bạn á, thuộc cái nation nào thì bạn chỉ có thể chơi được cái con Zero Dragon đó. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ là nếu bạn sử dụng Giza làm starter Rise thì các bạn có thể sử dụng hết tất cả các Zero Dragon để vào trong cái G deck của bạn. Thì vì kỹ năng của con Neon Giza này cho phép chúng ta sử dụng tất cả các Zero Dragon. Khi mà chúng ta có thể đủ được 5 Zero Dragon thì chúng ta có thể gọi là Risa và kết liễu đối thủ. Rồi, tiếp đến mình sẽ nói về cơ chế Strike. Strike là việc chúng ta nâng cấp cái con Unit Ray Vanguard Ray 3 lên G Unit Ray 4 từ Ray Phase.
Thì là sau khi chúng ta kết thúc cái right phase thì thay vì đến main phase thì chúng ta sẽ trải qua cái stride phase. Thì chúng ta phải thực hiện cái stride phase, có thể thực hiện được hoặc không. Đó, các bạn thường nếu mà thực hiện thì các bạn phải bỏ một lá bài trên tay tổng array 3 trở lên để các bạn stride unit g unit từ cái g deck của các bạn. Rồi. Tiếp đến mình muốn nói về việc sử dụng các card thuộc trong D-Series và các bạn sử dụng trong cái Premium format này như thế nào. Thì các bạn phải chú ý về những cái card với cái D icon là có nhiều cái nation nào. Thì chúng ta sẽ quy đổi qua cái clan. Đấy. Thì cái Sandori nó có những cái lần này, rồi em mở có những lần này. Đấy, như các bạn thấy trong cái video. Đấy. Đây. Và đây là những cái nation mà nó sẽ thuộc về premium thì là nó có sự thay đổi tên một chút thôi. Giữa Cater sang United Series. Dragon Empire không thay đổi này, Darkseid, Darkzone, Vanguard, Stargate. Storkia thì nó sẽ gồm Malenka và Zul. Và Malenka của cái nhánh Bone Triangle thì nó sẽ thuộc cái giờ thuộc cái đám là Radical Monastero. Thì bốn cái nation và những cái lần trước thì đã khá là dễ ha. Còn cái mà của Storgia với Deco Monastero thì nó sẽ hơi rắc rối với bạn một tí xíu. Rồi, mình sẽ lưu ý về nó ngay đây. Đây. Đầu tiên thì là Storgia có thể chơi được chung với những cái lan này của Zul và Magalanica. Đấy. Như là những clan như Neonacta, Megacolony, Great Nature, Our Force và Grand Blue. Đấy. Thì là Storgia có thể chơi được với những clan này. Tuy nhiên thì nó sẽ không thể chơi được với Bermuda Triangle, mặc dù là Magalanka từng sẽ sát nhập với Zul để vào cái Storgia. Nhưng bạn không thể chơi được ha. Bởi vì cái Bermuda Triangle này nó đã chuyển sang một cái nation khác, đó chính là Rico Monasterio. Thì là chỉ có những con mới này có thể chỉ có thì chúng ta có thể chơi với Bona Jungle trong về Premium format mà thôi. Rồi, các bạn sẽ lưu ý kỹ cái vấn đề này ha. Bởi vì trong quá trình build deck thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Đặc biệt là các bạn mới chơi. Rồi, cuối cùng là về sân đấu của Premium format cũng có nhiều sự thay đổi. Thứ nhất là khu vực Order Zone hay là Gift thì chúng ta sẽ thay thế bằng cái G Zone. Thì cái set order thì các bạn có thể cho nó lên một chút xíu, cái khu vực nó đã cho nó lên. Và cái marker các bạn có thể là đặt ở bên ngoài luôn. Và chỉ lấy khi chúng ta cần thiết. Rồi, chúng ta sẽ không sử dụng Raidex như là cái V Premium luôn ha. Rồi, thì còn lại thì nó cũng căn bản như là khu vực Origard hay là đỡ thì heal gì đó thì nó cũng không có sự thay đổi. Đó, các bạn chú ý về cái việc những cái ô của G-Zone, đó, set order, cái marker và chúng ta không có red. Cuối cùng là những lưu ý ở Premium format. Chúng ta chỉ có thể sử dụng các bài theo cùng một lane trong bộ bài của main deck và G deck mà thôi. Tất nhiên là vẫn có việc loại trừ cho những Grey Elemental. Các bạn phải lưu ý thật kỹ về việc sử dụng các lá bài của D-Series và đại diện cho Nation. Trong Premium format chính là không sử dụng Raidex. Các bạn phải bắt buộc có đầy đủ Gift, Quick Seal, G-Deck ở cái khu vực G-Zone và khu vực xung quanh đó để chúng ta có thể thuận tiện việc chơi. Và về cái cơ chế thì sau khi Raid Phase thì sẽ tới Strike Phase rồi mới tới Main Phase thay vì từ Raid Phase sang Main Phase hẳn như ở Standard hoặc là V Premium. Và điều đặc biệt mà muốn nhắc lần cuối cùng đó chính là các bạn phải tìm hiểu thật kỹ về ruling khi chơi ở Premium format, vì đây là một format rất là khó, đầy sự phức tạp, đầy ruling khó hiểu. Đúng không? Nếu bạn phải nắm thật kỹ những cái format khác trước khi bước chân vào Premium format. Rồi. Cuối cùng là mình sẽ tổng kết cho các format. Đầu tiên là các standard về cái ký hiệu đó bài thì standard sẽ là D. V Premium và sẽ là V và Premium sẽ là tất cả các lá bài xuất hiện trong Cafe Vanguard.
Rồi, về cái hệ thức đấu thì nó sẽ là Standard sẽ là Nation Fight. Về Premium và Premium sẽ là Clan Fight. Standard thì yêu cầu chúng ta phải có Raid Deck. Tuy nhiên thì về Premium và Premium sẽ không được sử dụng Raid Deck. Ở về Premium thì chúng ta sẽ có thêm những cái Keep Marker, những cái Order Card và những Unit Grade Elemental. Rồi, còn cái V Realm sẽ là tổng hợp của tất cả mọi format. Nó sẽ đặc biệt có thêm G-Deck hoặc là G-Zone. Và các bạn phải lưu ý thật kỹ khi sử dụng card từ D-Series. Rồi, thế là hết rồi. À, mà khoan, chắc là mắc tệ. Thì sau khi các bạn đã tìm hiểu các format sơ quay như thế này, thì hẳn các bạn muốn học chơi hoặc là tìm một những người chơi chơi để chúng ta có thể giao lưu ở các format khác nhau. Vậy là liệu thì cộng đồng chúng ta có đủ để đa dạng người chơi có bạn mọi format hay không? Câu trả lời tất nhiên là có rồi. Thì các bạn hãy tham gia vào những cái cộng đồng lớn nhất của CoFi Vanguard ở Việt Nam là Vanguard Overdress VN hoặc là VN CoFi Vanguard Club. Ngoài ra các bạn sử dụng Discord thì có thể tham gia vào Discord của Final Destination. Đấy. Thì những cái link này mình sẽ để ở phần description ha. Các bạn hãy xem và tham gia vào. Để hãy chúng ta hãy tìm hiểu về Kamavanga dễ dàng hơn. Và video mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Và chúc các bạn sẽ tìm hiểu được Vanguard một cách tốt hơn. Có thể chơi được Vanguard vui cùng với những người bạn của chúng ta. Rồi. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau nhé.